Tập 44. Cậu nói cái gì? Lữ Tu Văn bị giặc bắt đi rồi à? Đúng vậy. Giờ lũ giặc rêu rao khắp nơi, bảo là chúng ta phải dùng lão già Miyagi để trao đổi. Lũ giặc này đúng là ngu mà. Chúng tưởng đại đội trưởng Lữ là anh, tưởng Lữ Tu Văn là tôi. Tôi nghe lũ giặc nói đã bắt được đội trưởng Võ. Võ tôi hết hồn. Tôi đi nghe ngóng, cuối cùng mới biết hóa ra chúng đã bắt được đại đội trưởng Lữ chứ không phải là anh. Nếu vậy thì ở chỗ lũ giặc, anh ta là đội trưởng Võ, tôi là đội phó Ngô. Vì chuyện của Tahiro Ichiro, Maeda, con cá lớn như Võ Trung Nghĩa bất luận thế nào cũng không thể dễ dàng tha cho hắn. Võ Trung Nghĩa chính là cái gai trong mắt đế quốc Nhật Bản. Mỗi một chuyện xảy ra ở Bảo Độc Cố đều có liên quan tới hắn. Tư lệnh nói đúng, chúng ta phải lợi dụng con cá lớn này. Nhưng mà Maeda, cậu còn muốn nói gì? Tư lệnh, có phải thuộc hạ nghĩ nhiều không? Trực giác của thuộc hạ cứ nhắc nhở, người chúng ta bắt có thực sự là đội trưởng Võ Trung Nghĩa không? Cậu đang nghi ngờ thân phận của hắn sao? Tư lệnh, Trung Quốc có một câu gọi là binh bất yếm trá. Trước đây thuộc hạ từng giao chiến nhiều lần với đội trưởng Võ này. Hắn vô cùng xảo quyệt, xuất thần nhập quỷ, hư hư thực thực, là một nhân vật đáng sợ. Thuộc hạ cảm thấy hắn không thể bị chúng ta tóm dễ dàng thế này. Vậy nên ý cậu là chúng ta đã bắt một kẻ thế thân à? Không, tư lệnh, giờ thuộc hạ vẫn chưa dám đưa ra kết luận. Tên bị bắt này có cử chỉ lời nói không tầm thường. Cho dù không phải là Võ Trung Nghĩa, cũng là nhân vật quan trọng của Bát Lộ. Bất kể hắn là ai, lần này chắc chắn sẽ trở thành mồi nhử tốt nhất của chúng ta. Được, cậu suy nghĩ rất kín kẽ, mọi chuyện phải nhờ vào cậu rồi. Rõ. Đội trưởng Võ, chúng ta nói chuyện đi. Muốn thăm dò tình báo từ tao à? Chúng ta đã giao chiến nhiều lần, mày nghĩ tao là kẻ tham sống sợ chết hay gì? Không không, theo lời đội trưởng Võ căn dặn, cấp dưới bị thương của anh đều đã được đưa tới bệnh viện, tiếp nhận việc điều trị tốt nhất. Tôi biết anh không sợ chết, nhưng anh rất quan tâm tới cấp dưới. Anh đừng quên, tôi có thể cứu bọn họ, cũng có thể giết chúng. Không ai tính toán như vậy đâu. Nếu khi tao đưa mày tình báo, chỉ vì tao bị mày uy hiếp, thì tao sẽ có thêm nhiều anh em phải hy sinh. Nên mày lấy họ ra để uy hiếp tao thì cũng vô dụng. Được được, chúng ta nói chuyện trước kia đi. Anh bắt đầu nghi ngờ Tahiro Ichiro thế nào vậy? Tôi cho rằng kế hoạch của mình được bố trí rất tài tình. Nhưng hình như ngay từ đầu các anh đã nhìn thấu cậu ta, để cậu ta gửi toàn tình báo giả về đây, mới khiến tướng quân Miyagi bị các anh bắt cóc. Diễn có tốt đến mấy thì cũng chỉ là diễn thôi. Bất kể hắn biểu hiện thế nào cũng có vô số sơ hở. Đáng thương quá. Một kế sách bị ổi thế này, chúng mày lại cho rằng có thể lừa được tao? Anh cho rằng cậu ta đang diễn sao? Nói thật với mày nha, giặc Nhật chúng mày xâm lược Trung Quốc, đó là âm mưu trù tính từ lâu. Nên quân đội của chúng mày có thực lực mạnh, huấn luyện binh sĩ tới nơi tới chỗ, giáp mặt trên chiến trường, sức chiến đấu của chúng mày mạnh hơn tụi tao. Nhưng mà
Nói về mưu kế, người Trung Quốc đã chơi mấy ngàn năm. Kế giả hàng, tổ tiên của tao chơi chán rồi để lại, chúng mày không ăn ai đâu. Đội trưởng, chuyển đổi người phải làm thế nào? Tôi sợ lũ giặc gài bẫy. 100 tên Miyagi cũng không bằng Lữ Tu Văn. Nhất định phải cứu được người ra. Tôi giỏi nhất là chuyện chặt chém điều kiện. Để tôi đi cho. Đúng vậy, sẽ chặt chém điều kiện với chúng. Tư lệnh, đội trưởng Võ danh tiếng lẫy lừng, xem ra cũng không phải là quái vật ba đầu sáu tay gì cả. Tư lệnh Kozumi tiếng tâm lẫy lừng, từng chịu thiệt hại nhiều vì chúng tôi nhỉ? Anh em của tôi đều cho rằng ông rất ngu ngốc. Sao lại ngồi lên được cái ghế tư lệnh này vậy? Hắn thông minh hơn ông. Nếu như hắn làm tư lệnh, chắc chắn sẽ thiệt hại ít hơn. Hỗn kiếp, ngậm miệng lại. Không, cứ để hắn nói. Tôi nói thật thôi mà. Chẳng lẽ ông không ngu à? Cậu cũng đừng đắc ý. Bây giờ cậu đã rơi vào tay chúng tôi. Vậy thì sao? Cùng lắm thì chết thôi. Ban đầu chúng tôi định lấy cậu đổi với tướng quân Miyagi, nhưng bị chúng từ chối rồi. Xem ra chúng không quan tâm tới sự sống chết của cậu. Bán lộ quân không quan tâm, nhưng hoàng quân thì quan tâm. Thế nào, hợp tác với chúng tôi đi. Tao nói ông ta ngu không sai chứ. Ông ta tưởng nói mấy câu là có thể làm tao lung lay. Sau này đừng cho ông ta tới nữa. Có đối thủ thế này, tao thấy mất mặt lắm. Hỗn kiếp, cậu dám sỉ nhục hoàng quân Nhật Bản à? Tôi lệnh bớt giận, hắn muốn chia rẽ quan hệ của chúng ta mới nói vậy. Đừng bắt bẫy hắn, thưa tư lệnh. Tư lệnh, tư lệnh. Maeda, bác độ có đồng ý dùng hắn để đổi lấy tướng quân Miyagi không? Tư lệnh, nếu là người khác, bác độ chưa chắc đã chấp nhận. Dù sao đối với chúng, tướng quân Miyagi là một con cá lớn. Nhưng lần này chúng ta tóm được Võ Trung Nghĩa, hắn rất quan trọng với chúng, nên chúng nhất định sẽ nghĩ cách cứu hắn. Tư lệnh yên tâm, thuộc hạ sắp xếp ổn thỏa hết rồi. Tốt lắm. Tướng quan Trần, đội trưởng Võ, hóa ra là cậu không sao à? Tốt quá rồi, qua đây ngồi đi. Chuyện gì thế? Tướng quan Trần, là Lữ Tu Văn bị lũ giặc bắt. Tôi nghe nói chúng bắt được đội trưởng Võ. Còn tướng cậu bị bắt rồi, làm tôi rầu hết cả ruột. Mấy ngày nay còn tính nghĩ cách cứu cậu ra, giờ thì tốt rồi. Trưởng quan Trần, cậu Võ tới rồi à? Uống nước đi. Cảm ơn chị dâu. Bàn chuyện quan trọng hơn. Ngồi đi. Được. Trưởng quan Trần, người anh em này cực kỳ quan trọng với chúng tôi. Anh nhất định phải nghĩ cách giúp chúng tôi cứu anh ta ra. Cách gì chứ? Giờ tôi cũng rối mù. Mấy anh em khác còn dễ, Lữ Tu Văn thì rắc rối lắm. Tôi muốn nhờ anh hỏi thăm xem Lữ Tu Văn bị nhốt ở đâu.
Người Nhật tưởng cậu ấy là đội trưởng võ, muốn dùng cậu ấy để đổi lấy tướng quân Miyagi. Canh chừng cậu ấy rất nghiêm ngặt. Cứu cậu ấy không phải là chuyện dễ dàng đâu. Đúng là không dễ. Nhưng tôi chỉ muốn lũ giặc biết Lữ Tu Văn là đội trưởng võ giả. Bất kể là dùng cách gì, anh cũng phải để chúng nhận được tin võ Trung Nghĩa này là kẻ giả mạo, không có giá trị lợi dụng. Anh có bằng lòng giúp chuyện này không? Chuyện này anh yên tâm, tôi sẽ dốc hết sức phối hợp với anh. Võ Trung Nghĩa bảo anh giúp anh ấy, anh ấy nghĩ ra cách gì chưa? Chuyện của đàn ông, đàn bà con gái đừng bận tâm. Dọn cơm lên đi, anh đói rồi. Mặc kệ là bác lộ hay là người Nhật, cũng phải để người ta ăn cơm chứ. Nếu anh giúp bác lộ chuyện này, không cẩn thận lại ăn mất ngon. Trần Tổ Thọ đồng ý chưa? Không nói đồng ý cũng không nói là không đồng ý. Sao tên này lại già dòng nữa vậy? Quên nỗi đau quá khứ, bản tính Hán Giang là nổi dậy à? Không thể ép anh ta. Đúng là lũ giặc canh phòng cẩn mật, trong chừng Lữ Tu Văn rất nghiêm ngặt. Trần Tổ Thọ mà tùy tiện hành động thật sự sẽ rất nguy hiểm. Vậy phải làm sao? Đợi thêm mà. Bất luận thế nào cũng phải cứu Lữ Tu Văn ra. Tôi đã gợi ý với anh ta, phải xem Trần Tổ Thọ là người thế nào. Nếu không được thì nghĩ cách khác. Hy vọng anh ta đừng kéo dài quá lâu. Bánh bao của Hinh Nguyệt trai, một miếng một viên thịt. Vẫn là tiên thương anh, biết lúc anh phiền lòng, thích ăn ngon. Làm gì vậy? Em sợ anh ăn no quá mà chết. Em nói gì vậy chứ? Anh ăn có cái bánh bao mà cũng chết à? Đừng nói là mấy cái bánh bao này, cho dù có thêm dăm ba suất nữa, anh nới lỏng chung quần đi dạo cho tiêu, vẫn ăn hết được. Hóa ra anh cũng hiểu đạo lý này. Anh nghĩ mà xem, người Nhật đông quân ngang ngược, nhưng tiến vào mảnh đất Trung Quốc giống như bánh bao đi vào ruột, có ngang ngược cũng không ra nổi cái dòng này. Sao Trung Quốc có thể diệt vong chứ? Không có đạo lý ăn bánh bao no tới chết, cũng không có đạo lý mấy tên súc sinh có thể diệt quốc. Sớm muộn cũng có ngày chúng ta chiến thắng. Ông xã, chúng ta qua lại với bác lộ quân đâu phải là một hai lần. Nếu là con đường đúng đắn thì phải bước tiếp. Em biết giờ anh có chỗ khó, nhưng nếu anh thật sự không giúp bác lộ, sẽ mang tội nghiệp lớn. Ăn chay niệm Phật là tích âm đức, giúp bác lộ diệt giặc là tích dương đức. Báo ứng kiếp này, ông xã, với bên trên, anh sẽ được ghi công giết địch báo quốc. Với bên dưới, anh có thể để lại tiếng thơm cho con cháu. Đây là chuyện tốt, một vốn bốn lời. Điên, chuyện tốt một vốn bốn lời gì chứ? Chuyện này không vừa đâu. Lần này nếu anh đi tìm người Nhật, sẽ là đi nộp mạng vô nghĩa đó. Bác lộ quân sẽ giúp anh, võ Trung Nghĩa sẽ giúp anh, em cũng sẽ bất chấp tính mạng gánh vác cùng anh. Nhưng đến cuối cùng, nếu anh vẫn phải gánh tội Hán Giang, trời cũng không cứu nổi. Không phải anh, em thật là.
Sợ chết là cảm xúc, giết giặc báo quốc là lẽ trời. Cảm xúc không qua nổi lẽ trời. Võ Trung Nghĩa đã nói rồi, cậu ấy đã nghĩ cho chúng ta đường lui. Cậu ấy đã nói bao nhiêu lần rồi, sẽ không bắt chúng ta bỏ mạng vì cứu người của cậu ta. Tổ Thọ, nghe lời em có được không? Được. Người phụ nữ đầu ấp tay gối với anh đã nói vậy rồi, anh sẽ làm. Với lại anh cũng tin vào nhóm Võ Trung Nghĩa, họ sẽ không hại chúng ta. Anh tự có tính toán, em cứ yên tâm, anh nhất định sẽ nghĩ cách cứu người. Đội trưởng Võ, lý giá quan hệ giữa tôi và tư lệnh Koizumi không có lợi gì với anh. Thì tao bị chúng mày nhốt, rảnh rỗi quá, tiện thể cống hiến chút ít cho công cuộc kháng Nhật. Nếu anh chọc tức ngài ấy, rất có khả năng ngài ấy sẽ giết anh. Khi một người bị chọc tức là lúc người đó ngu xuẩn nhất. Tao rất muốn xem chúng mày còn chiêu tệ hại gì nữa. Tôi hiểu rồi, anh một lòng một dạ muốn chết để đồng bọn của anh không còn mối bận tâm, không cần khó xử về chuyện của tướng quân Miyagi nữa, có đúng không? Tôi suýt quên mất, đồng bọn của anh đã gửi thư tới. Để tôi đọc cho anh nghe. Lũ giặc kia, chúng mày tính toán rất tinh vi, muốn dùng một đội trưởng Võ đổi lấy một thiếu tướng, quá hời cho chúng mày. Muốn đổi cũng được, hầu hạ anh ấy cẩn thận. Tôi đưa người toàn vẹn về đây, cộng thêm hai xe vũ khí và vật tư. Cần thứ gì khác không? Đợi ông mày nghĩ thêm. Tao biết là ai giết. Nói vậy thì người viết bức thư này mới là cấp trên thật sự của mấy anh. Mày nghĩ sao? Anh không phải đội trưởng Võ thật, đúng chứ? Tao là Võ Trung Nghĩa. Nhưng mà tao nghĩ chúng mày lấy tao ra đổi với Miyagi, tao thấy không đáng cho chúng mày. Tôi vốn tin anh là đội trưởng Võ, nhưng bức thư này khiến tôi chắc chắn anh đang nói dối. Nếu anh thật sự là đội trưởng Võ, đồng bọn của anh đâu thể dùng một bức thư thế này để lừa hoàng quân. Lẽ nào không sợ chọc tức chúng tôi, khiến chúng tôi giết anh? Hành động bình tĩnh thế này chứng tỏ đằng sau các anh vẫn còn có cấp trên thực sự, đó mới là đội trưởng Võ, chứ không phải anh. Sao không nói gì? Anh sợ tôi nắm được sơ hở từ lời anh nói sao? Được, nếu anh không phải đội trưởng Võ thật, thì anh không có giá trị lợi dụng gì cho chúng tôi nữa. Vậy mày có thể giết tao, xem anh em của tao có giết chết lão già Miyagi báo thù cho tao không? Anh tưởng tôi thật sự quan tâm tới sự sống chết của Miyagi à? Mày quan tâm, mày cực kỳ quan tâm. Nếu như Miyagi chết, Koizumi phải gánh toàn bộ trách nhiệm. Nếu mày cứu Miyagi, mày sẽ lập công lớn, mày sẽ tiến gần hơn tới vị trí mày muốn.
Được, anh đáp đúng rồi. Nhưng anh cũng không muốn chết thật, đúng chứ? Hãy nhớ, chúng ta vẫn còn cơ hội so tài. Tư lệnh, thuộc hạ chắc chắn tên này không phải là đội trưởng võ thật. Quả nhiên là giả. Vậy hắn tự thừa nhận rồi à? Tất nhiên là không. Sơ hở của hắn nằm ở việc quá vội thừa nhận mình chính là đội trưởng võ. Maeda, cậu phải giải quyết chuyện này thận trọng. Nhưng mà hắn có phải là đội trưởng võ thật không? Đã không thể thay đổi vận mệnh của tôi. Tôi nghĩ tôi sắp không còn là tư lệnh của cậu nữa. Tư lệnh, thuộc hạ nhất định sẽ dốc hết sức cứu vãn chuyện này. Nếu bắt được đội trưởng võ, cứu tướng quân Miyagi về, thuộc hạ nghĩ vẫn còn đường xoay chuyển tình thế. Nếu có thể cứu vãn, tôi vẫn có thể lập công cho đế quốc. Maeda, cậu có tự tin tóm được đội trưởng võ thật không? Có. Xin tư lệnh yên tâm, đội trưởng võ của Bát Lộ Quân chính là kẻ tử thù của chúng ta. Thuộc hạ và hắn kiểu gì cũng phải quyết đấu một trận. Ngoài ra, chỉ cần là chuyện có lợi với tư lệnh, Maeda có chết cũng không từ. Anh xem ảnh làm gì? Ảnh của em và anh trai em. Có gì để xem chứ? Người đã không còn. Hiểu chăng? Chị cậu nhớ cậu lắm đó. Sao cậu lại ở đây? Sếp, có chuyện gì đây? Đây là sĩ quan cấp cao của Bát Lộ. Cái gì? Nó mà đòi là sĩ quan cấp cao của Bát Lộ à? Thôi đi, các cậu nhầm lẫn rồi. Nó là em rể tôi. Thằng khốn này từ nhỏ nó không học hành tốt. Cậu làm chị cậu với tôi tức chết đi được. Đợi cậu bao nhiêu năm mà cậu xuất hiện ở đây à? Vì đối đầu với hoàng quân Nhật Bản nên mới có kết cục này. Hôm nay tôi phải đánh chết cậu. Đội trưởng Trần, đội trưởng Trần, đừng đánh nữa. Hôm nay tôi phải bắn chết nó. Sếp, đừng cản tôi. Nó là em rể tôi, dám đối đầu với hoàng quân Nhật Bản, tôi phải bắn chết nó. Khốn kiếp, tôi muốn gặp ngài Maeda. Anh, đi theo tôi. Thằng tranh này làm tôi tức chết đi được. Tức quá đi mất. Anh ta muốn nổ súng thật sao? Dạ đúng, dùng súng của lính trực ban. Nói vậy thì anh ta thật sự muốn giết hắn. Không sai, trông có vẻ vô cùng đau đớn.
nên mới đánh mất lý trí. Cho anh ta vào. Rõ. Anh Trần, cảm ơn. Ngày mai đã. Anh Trần, tôi nghe nói anh gặp người quen cũ. Người quen cũ gì chứ? Là em trai vợ của tôi. Cậu em vợ. Cái gì? Cậu anh? Không phải. Không phải cậu. Người Trung Quốc gọi em trai vợ mình là cậu em vợ. Nếu cậu em vợ của anh là đội trưởng của bác Lộ, anh Trần, anh sẽ phải chịu trách nhiệm liên đới. Ngày mai đã nhầm lẫn rồi. Ngày xem, vợ tôi họ Cố, sao nó họ Võ được? Hồi đó rời nhà để đi, vẫn còn thò lò mũi, nói chuyện lắp bắp. Sao có thể là tiểu đoàn trưởng của bác Lộ quân chứ? Ngày mai đã, ngày mắc bẫy của bác Lộ rồi. Anh Trần, những gì anh nói là thật sao? Nếu tôi có nửa lời giả dối, tôi sẽ bị sét đánh chết. Ngày mai đã, em vợ tôi từ nhỏ đã nói dối luôn bồn, nói dối cả cha mẹ mình, cũng chính là cha mẹ vợ tôi. Nói dối đến mức vợ chồng họ không phân biệt được thật giả. Ngài vẫn chưa tin à? Hay là ngài đưa tôi khẩu súng, tôi ra ngoài bắn chết nó để tỏ lòng trung thành. Ngài cũng không cần sợ, nó không phải là đội trưởng võ của bác Lộ quân đâu. Bắn thì cứ bắn thôi, cùng lắm nó chỉ là một con châu chấu, nó biết đỡ đạn của bác Lộ quân. Anh Trần, tôi không nghi ngờ sự trung thành của anh, cũng hiểu tâm trạng muốn giết em vợ của anh. Nhưng đây không phải là chuyện tôi cần anh làm. Vậy ý ngài là tôi muốn anh dẫn hắn về nhà, dùng tình thân để chăm sóc và thuyết phục, bảo hắn nói ra tung tích của tướng quân Miyagi. Nhiệm vụ này không khó lắm chứ? Không không, chuyện này không được đâu. Ngài bảo tôi dẫn nó về hỏi chuyện sẽ dây dưa với bác Lộ còn gì. Tôi muốn giết nó còn chẳng kịp nữa là. Với lại tôi dẫn nó về, vợ tôi mà thấy em ruột chắc chắn sẽ xin tôi tha cho nó. Lên núi đào xuống biển lửa thì hoàng quân cũng được, ăn kham sống khổ cũng được. Nhưng chuyện này thì không được đâu. Anh Trần, theo tôi thấy hôm nay anh muốn bắn chết hắn là muốn thoát khỏi liên can, chứ không phải lo cho lợi ích của hoàng quân Nhật Bản. Anh Trần, lịch sử Trung Quốc có câu chuyện con côi nhà họ Triệu, công tôn chữ cửu chọn việc dễ, đó là chết. Trình Anh chọn việc khó, đó là nhẫn nhục chịu đựng. Anh không có sự trung nghĩa của Trình Anh. Ngày mai đã, quả nhiên là am hiểu Trung Quốc, hiểu biết sâu sắc về văn hóa Trung Quốc. Ngài xem, ngài đã nói vậy rồi, tôi còn nói gì được nữa. Dù trời có sập xuống, tôi cũng phải dẫn nó về. Tôi nhất định sẽ hỏi cho ra tung tích của tướng quân Miyagi. Nếu không hỏi ra, tôi sẽ giết nó rồi tự sát. Nhất định không phụ sự kỳ vọng của hoàng quân. Được. Cậu tin Trần Tổ Thọ thật à? Tư lệnh, thật thật giả giả, giả giả thật thật, thật mà hư, hư mà thực. Đây là nội dung quan trọng trong binh pháp Trung Quốc. Nếu anh ta giả vờ, chúng ta sẽ tương kế tự kế, tìm kiếm tung tích của tướng quân Miyagi. Nếu anh ta nói thật, chúng ta có thể ngồi mát ăn bát vàng đúng không? Thật cũng được, giả cũng được, cử người đi theo anh ta, chúng ta không mất mát gì. Đội trưởng Võ, đội trưởng Trần gì đó đều nằm trong lòng bàn tay của chúng ta. Maeda, quả nhiên rất thông minh. Nào, tôi kính cậu một ly. Cảm ơn tư lệnh.
Em trai tôi qua đời mấy năm trước, nó ngồi thuyền đến Trùng Khánh. Kết quả cái thuyền đó bị lũ giặc nổ pháo bắn chìm. Được rồi, không nói những chuyện này nữa. Người anh em, ngồi xuống ăn cơm đi. Nhanh lên. Chị, anh, thật sự rất cảm ơn. Lữ Tu Văn ở đây, kính anh chị một ly. Em trai, chịu khổ rồi. Lần này may mà có hai người. Được rồi, đều là người phe mình. Người anh em, ngồi xuống đi, ngồi xuống ăn cơm. Anh em tốt mà đúng không? Phải rồi, nên gọi cậu là em vợ. Ăn nhiều cơm lên, ăn no còn phải đi mau. Cậu cứ yên tâm, tôi đã cứu mấy anh em của cậu giao cho Võ Trung Nghĩa. Tôi đi rồi, anh chị phải làm thế nào? Yên tâm đi, đội trưởng Võ sắp xếp xong hết rồi. Cậu ấy tính được lũ giặc sẽ dùng cậu làm mồi nhử và thả cậu ra. Cậu cứ yên tâm, đội trưởng Võ còn nói lần này chồng tôi chắc chắn sẽ bại lộ, cậu ấy sẽ không để chúng tôi gặp nguy hiểm. Tu Văn, Tam Hồ, sao mấy cậu lại tới đây? Ở đây lạnh quá, không biết đêm nay mồi nhử có xuất hiện không. Ngài Maeda đã căn dặn, có lạnh cũng phải ở đây canh. Đứng dậy đi, không sao rồi. Bà xã, tôi nói này, mọi chuyện đều được đội trưởng Võ tính hết rồi à? Võ của hai cậu thật khiến tôi khâm phục. Trưởng quan Trần, chị dâu, thu dọn đồ đạc xong chưa? Đội trưởng bảo tôi đón anh chị đi. Thu dọn xong rồi, người còn ở đây tốt hơn bất cứ thứ gì. Đúng vậy. Báo cáo, ngài Maeda. Chuyện gì? Báo cáo, người đó đã lẻn vào thôn Triệu Gia. Chúng tôi không dám manh động. Yamamoto đang canh ở đó. Tôi đến xin chỉ thị của ngài.
lập tức điều toàn bộ đội đặc chiến chuẩn bị đi cứu tướng quân Mỹ Gia Kiệt. Rõ. Võ Trung Nghĩa, về rồi à? Về rồi. Nhưng lũ giặc cũng đi theo đến đây, không thể để người ta tốn công đưa anh tới. Tôi đã chuẩn bị quà lớn tặng chúng. Đi, về uống rượu đâu. Đi, ai sợ ai chứ. Tối nay không say không về. Nghe rõ đây, tướng quân Miyagi chưa chắc ở trong này, vậy nên phải cố gắng bắt sống bọn chúng. Bắt càng nhiều bát lộ sẽ có càng nhiều quân bài. Hãy nhớ phải cực kỳ cẩn thận. Rõ. Dẫn đường. Ngài Maeda ở trong này. Tướng quân Miyagi ở trong đây. Cẩn thận. Các đồng chí, tính tới hôm nay, Võ Trung Nghĩa đã dẫn dắt đội công tác vũ trang chiến đấu suốt 3 tháng ở khu địch chiếm đóng. Chỉ trong 3 tháng ngắn ngủi, họ đã giúp căn cứ địa tranh thủ thời gian nghỉ ngơi dưỡng sức quý giá nhất. Tôi xin thông báo, xưởng công binh, bệnh viện và trạm tiếp tế của chúng ta đã khôi phục toàn bộ. Tôi tuyên bố, căn cứ địa của chúng ta đã chỉnh đốn xong. Tốt quá rồi, quý vị. Tốt quá rồi. Không đợi nổi nữa rồi. Lữ đoàn trưởng, bao giờ chúng ta đánh? Các đồng chí, các đồng chí, bước tiếp theo, chúng ta sẽ nhanh chóng tiến hành quyết đấu trực diện với quân Nhật. Mọi người hãy thảo luận và nêu ra ý kiến.
Ông xã, anh đang làm gì vậy? Anh đi qua đi lại làm em hoa hết cả mắt. Bà xã, anh vẫn thấy không yên lòng lắm. Anh có gì mà không yên chứ?